Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Hôm nay thì em Khánh sẽ lên sóng giới thiệu tới toàn thể quý vị bạn một mẫu xe sedan hai đầu nhập khẩu đến từ đất nước Kim Chi, Hàn Quốc, một chiếc Hyundai Accent bản Blue, phiên bản số sàn máy 1.4, xe tư nhân gia đình, không taxi, không khoan đục, xe mang biển kiểm soát 2 Củ Lạc, Vĩnh Phúc 88A09570, sơn xi màu trắng xịn, một mẫu xe form dáng rất là đẹp. Form này thì từ 2011, có 2015 và 2016 vẫn form này. Và form này thì hiện khá là đẹp quý bạn nhé. Xe trang bị phanh đĩa ABS, la răng đúc, gương kính chỉnh điện, xi nhan tích hợp trên gương. Đấy, nó là bản đủ, ở gần như là bản nhập khẩu thì không có bản thiếu, chỉ có bản đủ thôi. Đó, phanh đĩa ABS, la răng đúc 4 bánh luôn nhé, cực kỳ an toàn. Đấy, khi các bạn trải nghiệm những chiếc xe và không có ABS và ABS nó sẽ khác nhau rất là nhiều nhé. Đó, khi các bạn phanh này, trời mưa thì chắc chắn là không bị trơn trượt rồi và phanh nó sẽ êm hơn rất là nhiều. Nội thất ghế da này, đấy, dòng xe Hyundai thì tất cả hãng xe đều có nội thất là rộng, khá là rộng rãi, gần bằng Toyota Vios nhé. Đấy, dòng xe Vios thì nó thực dụng hơn, rộng hơn. Đấy, ghế da rất là mềm. Đấy, màu là rất là phù hợp với các cái táp lô táp ly nội thất này, trần lỉ nguyên bản nhé, gương kính chỉnh điện. Đó, hệ thống keo chỉ đây cực kỳ đẹp nhé. Đó, đấy, cửa đóng rất là chắc, xi nhan tích hợp trên gương, gương kính chỉnh điện, gương cụp xòe. Đấy, form của Accent thì khá là đẹp cả trước cả sau, cũng không quá cao nhưng khi các bạn ngồi trong xe cũng không quá thấp nữa. Đấy, không vướng trần nhé. Đấy, dòng xe thiết kế rất là hay, dòng xe Hàn thì thiết kế bao giờ là cũng chiều người dùng. 2015 nhập khẩu phiên bản số sàn. Đấy, hộp số 6 cấp luôn, chuyển động cực kỳ mượt mà với máy, phím bấm vô lăng, vô lăng 4 chấu, dạng vô lăng kép. Đấy, gương kính chỉnh điện này, máy móc của dòng xe Hyundai này thì khá là bền, đã được khẳng định ở thị trường Việt Nam. Đấy, đây là phần là tem mác nhập khẩu đây, 2015 các bạn nhé, ốc cách bản đề nguyên bản 2015, xe gia đình không taxi khoan đục, phanh đĩa cực kỳ là yên tâm khi sử dụng. Đấy, bản này trang bị đèn bi halogen nguyên bản theo xe, đèn led định vị ban ngày. Đấy, đèn gầm rất là đẹp. Đấy, xe mang biển kiểm soát Vĩnh Phúc nhá, tư nhân chủ đủ. Đấy, sang tên đổi biển các kiểu. Hai hệ thống đèn đóm rất là đều nhau. Dòng xe sedan thì cùng phân khúc với Hyundai Accent này thì có Toyota Vios, Mitsubishi Astra, Kia Rio. Đấy, trong cái đời này, trong khi ở thị trường Việt Nam cũng như thị trường châu Á thì hãng xe Hàn và xe Nhật thì rất là ưu chuộng, nhất là Vios và Accent. Accent thì bao giờ cũng đẹp mượt mà hơn. Đấy, hạn đăng kiểm chiếc xe rất là dài, 2024. Đấy, nếu vào thời điểm đầu năm thì chiếc Hyundai Accent này nó phải có mức giá đâu đó hơn 300 triệu đồng. Và bây giờ mức giá rất là rẻ, rất là cạnh tranh với các bạn. Đấy, chiếc Hyundai Accent 2015 nhập khẩu phiên bản số sàn máy 1.4, xe gia đình không taxi không hoạt động, có mức giá đề xuất là 280 triệu đồng. Đó, khi các bạn liên hệ trực tiếp với ông Khánh theo số điện thoại 0818733286. Đấy, sẽ có mức giá ưu đãi hơn nữa các bạn nhé. Xe thì đã lên màn hình Android, SIM 4G, cam hành trình, cam nuôi đầy đủ hết rồi. Hạn đăng kiểm dài, chiếc xe này về thì quý vị các bạn chỉ việc đổ xăng là chạy thôi. Khóa điện này, đó, chân kính nẹp mưa đầy đủ hết rồi. Đó, cửa đóng khá là ok luôn. Dòng xe Accent thì đó, dày dặn hơn Toyota Vios nhé, dày dặn hơn Toyota Vios. Đấy, dòng xe Vios thì trang bị động cơ 1.5 lít, thế nhưng thân vỏ mỏng, chính xác là tôn mỏng. Đấy, cho nên là mức tiêu thụ nhiên liệu của Toyota Vios 1.5 là tương đương với cả Hyundai Accent. Mặc dù Hyundai Accent trang bị động cơ 1.4, nhưng về thân vỏ thì
nó nặng hơn nên nó phải kéo nhiều hơn, nên là mức tiêu thụ nhiên liệu là ngang ngửa nhau nhé. Trên bảng xếp hạng thì Hyundai Accent và Toyota Vios thì tranh chấp nhau từng cm một, nó không nhất thì lại nhì. Là rằng đúc hợp kim nhôm rất là đẹp, đèn phía sau vuốt cực kỳ là đẹp nhé, cam nùi, cảm biến nùi. Vâng, quý vị và các bạn mà mới xem video của em lần đầu thì nhớ đăng ký kênh giúp em để cập nhật những cái mẫu xe mới nhất về điện thoại quý vị các bạn mà em đưa lên. Quý vị các bạn theo dõi kênh để tìm cho mình gia đình một mẫu xe phù hợp với nhu cầu đi lại, với cái tầm tài chính của gia đình. Bên em thì có địa chỉ tại số 1 Bắc Sơn, An Dương, thành phố Hải Phòng. Đường xá giao thông rất là thuận tiện, ngay cạnh đường 10, cách quán toàn Hải Phòng 1 km. Đi cao tốc hoặc là đi đường 5 đều rất là thuận tiện, chỗ để xe cực kỳ thoải mái, không sợ quý bạn đi xem xe mà lạ đường, không sợ bị công an phạt khi đỗ xe nọ kia, cực kỳ thoải mái luôn nhé. Đây em sẽ nổ máy cho các bạn xem phần khoang máy luôn này. Đấy, đây là bảng táp lô trung tâm kết hợp giữa đèn analog và đèn LCD đó. Ốt đồ chưa đến 7 vạn nhé. Đấy, màn hình sim 4G này. Đó, cam lùi. Đấy, dòng Hyundai Accent thì số sàn và số lùi là số móc nhé. Đó, đấy, cam góc rộng này. Đấy, trên dòng xe Hàn thì bao giờ cũng vậy, học để đồ rất là thoải mái. Chỗ này đến thoại smartphone cực kỳ ok luôn. Cổng sạc 12V USB AUX các kiểu. Đấy, có một chút thiếu là cái bệ tì tay ở đây. Đấy, cùng là bản đồ nhưng Toyota Vios thì được trang bị thêm một chiếc bệ tì tay nhỏ nhỏ ở đây nhé. Đấy, không có gì hoàn hảo cả. Đấy, khi nó chỉ hợp với nhu cầu của mỗi người thôi. Đấy, Accent thì nó được ưa chuộng hơn về hình thức. Đây, bảng táp lô trung tâm này quá là đẹp. Toyota Vios thì thực dụng. Đấy, máy móc thì cũng ngang ngửa nhau các bạn nhé. Đấy, phím bấm vô lăng này rất là tiện này. Đấy, túi khí vô lăng bọc da. Phần gương, phần kính, phần đèn này bao test cho quý bạn. Sau đây em sẽ tiến về phần khoang máy cho quý bạn xem. Đó, máy nổ quá là êm luôn nhé. Đấy, không biết là quý vị bạn có hay đọc sách hay xem thời sự không. Đấy, Hàn Quốc cách đây khoảng hơn 20 năm về trước thì Hàn Quốc vẫn còn là một nước nghèo, và sau khi chính phủ bê nguyên cái chương trình giáo dục của Nhật Bản về phiên dịch ra và dạy tư tưởng về học tập, về cách làm việc, và từ đó trở đi, từ đó đến bây giờ, đấy, người Hàn thì cực kỳ là giỏi. Đấy, ban phát công việc cho rất là nhiều các nước Đông Nam Á cũng như kể cả Mỹ. Những cái sản phẩm của Hàn Quốc đều được cả sắc và được cả chất luôn các bạn nhé. Đó, người Hàn cách đây khoảng hơn 20 năm vẫn còn nghèo, nhưng giờ người ta đã có rất nhiều thương hiệu các bạn ạ. Đó, kể cả là về xe cộ rồi giải trí. Khi người ta áp dụng cái tư tưởng ở cái nền giáo dục của Nhật. Đó, và từ đó đất nước Hàn cực kỳ phát triển, cực kỳ giàu có. Hiện ở khu vực Đông Nam, ở khu vực châu Á thì có Singapore nhá. Cũng sử dụng bê nguyên cái giáo dục của nước Anh về. Đó, tư tưởng tiến bộ. Làm đâu được cái đấy. Máy nổ cực êm nhá. Xe trang bị 4 máy kim phun điện tử. Đó, kim phun điện tử này. Đấy, phun sương mù, dạng sương mù cho nên là nó đốt hết xăng, gần như là không có xăng thải ra nhé. Máy số zin này. Đó, nổ thì miễn bàn. Đấy, xe thì trước trang bị công nghệ đèn halogen, chủ xe đã lên đèn LED này. Đó, khối động cơ này có mức tiêu thụ nhiên liệu khoảng 6,5 lít hỗn hợp nhé. Máy đặt ngang dẫn động cầu trước, hệ thống treo độc lập phía trước và treo phụ thuộc phía sau. Dòng Hyundai Accent này thì chạy rất là đầm và chắc, form đẹp, nâu lỗi thời nhé.
trắng. Trong tất cả các loại sedan hai đầu thì dòng xe Hyundai Accent này là một trong những cái mẫu xe mà phù hợp với màu trắng nhất nhé. Toyota Vios thì màu trắng thì không đẹp. Toyota Vios chỉ có màu đen và màu vàng cát thôi. Theo quan điểm của em, chứ màu trắng thì không được đẹp lắm, kể cả màu đỏ. Hyundai Accent màu đỏ cũng rất đẹp. Vâng, một chiếc Hyundai Accent sản xuất 2015 nhập khẩu phiên bản số sàn bản đủ máy 1.4. Tư nhân gia đình sử dụng không taxi không hoa đục đang có mức giá đề xuất là 280 triệu đồng. Khi kêu gọi liên hệ trực tiếp với em Khánh theo số điện thoại 0818733286 sẽ có mức giá tốt hơn nữa, giá yêu hơn nữa các bạn nhé. Vâng, em xin kết thúc video ở đây. Xin chân thành cảm ơn quý vị các bạn đã đồng hành hộ kênh ô tô hay. Xin chúc quý vị các bạn luôn mạnh khỏe, cuộc sống thật nhiều vui và luôn thành công trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn ở những video tiếp theo.